Đồ chơi handmade của Meta 4: dây thép, một đoạn dây thừng, một cái chai, hai cái nắp chai, cái nịt. Đục hai cái nắp chai để làm bánh xe. Nào ông có để ý cho tôi làm không? Sau khi đục như thế này thì dán keo vào. Trong khi chờ keo khô thì nhờ pháp sư áo trắng phù phép cho cái chai bị cắt ra. Tiếp theo uốn một thanh thép để nó đút vào như thế này. Mục đích của nó chỉ để làm giá đỡ thôi. Bây giờ thì uốn cong đoạn thép này một chút. Dùng dụng cụ đặc biệt căn chỉnh thì sẽ chính xác hơn. Đấy, tôi bảo mà, chuẩn lắm. Sau khi xỏ vào thì ta sẽ được một cái bánh xe quay tít thò lò như thế này. Trông cứ như nổ máy công nông nhỉ? Đục một cái móc ở đối diện rồi căng dây nịt ra là xong. Nhìn mặt mây có vẻ không tin. Mây phải tin ba, chạy được mà. Làm nốt cái đuôi là xong đồ chơi rồi. Thấy chưa, nó chạy được cái kìa. Kìa, sợ chạy vòng tròn đấy kìa. Có vẻ như mây không thèm quan tâm rồi. Chạy được thêm đôi vòng nữa thì bị đứt dây chun mọi người ạ.